Thân mến, xin chào tất cả các em, các thành viên của đội ôn thi viên chức giáo dục tỉnh Bắc Ninh. Xin mời các em là trên mạng chúng ta cùng vào lớp để thầy tiếp tục hướng dẫn các nội dung ôn tập trong kỳ thi viên chức giáo dục tỉnh Bắc Ninh. Thì như các em đã biết về cái danh sách bài giảng thì thầy nhắc lại chung với các bạn cũ bạn mới. Chúng ta thấy khi vào lớp thì thầy đã tạo ra danh sách bài giảng theo từng khối học, khối mầm non, khối tiểu học, khối trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thì đấy là những cái bài học, bài giảng từ khóa để chúng ta học tập và sau đó chúng ta làm các bộ đề. Bộ đề hiện nay thì thầy đã up lên cho các bạn chúng ta tất cả các khối là văn bản chung. Chúng ta thấy các khối đều có các văn bản chung chúng ta ôn tập với nhau. Đó là luật viên chức 2010, luật giáo dục 2005, sửa đổi 2009 các em nha. Đó là những văn bản chung để chúng ta học với nhau trong những buổi đầu, trong những buổi mà chúng ta học theo các văn bản mà chúng ta các khối đều có chung như vậy. Rồi sau đó thì với các văn bản riêng thì sau khi thầy cũng đã tạo ra các bài giảng của từng khối rồi thì sau đó thầy sẽ up lần lượt với các tài liệu của từng khối đấy các em nhá. Với tài liệu thì từng khối thầy up rồi, những bộ đề của theo giới hạn từng văn bản, và chúng ta sẽ học lần lượt đến tận khi mà đến cuối tháng 6 khi và đầu tháng 7 thì Bắc Ninh có kế hoạch và giới hạn cụ thể thì thầy sẽ điều chỉnh nó phù hợp theo giới hạn đó. Thì buổi học trước thầy đã hướng dẫn cho em giải bộ đề, thì em thấy khi em học từ khóa xong chúng ta có bộ đề chung chúng ta làm và thầy sẽ giải đáp trước cho em biết để biết đó là đáp án đúng, và chúng ta nhắc lại với nhau các từ khóa để chúng ta nhớ hơn, hiểu hơn em nhá. Thì bây giờ buổi học trước thì thầy đã hướng dẫn các em xong toàn bộ chương 1 rồi đúng không ạ, tất cả các câu hỏi trong đó rồi, các em đã làm đến câu hỏi số 25 của chương 2. Bây giờ thầy sẽ đi tiếp hướng dẫn cho các em câu hỏi số 26 trở đi, chúng ta sẽ làm trong tất cả toàn bộ các câu hỏi, cố gắng trong buổi tối hôm nay thầy sẽ hoàn thiện em trong toàn bộ các câu hỏi của chương 2 để gọn các em nhé. Rồi buổi học sau chúng ta làm các từ khóa của chương 3, chương 4, chương 5, chương 6 các lần lượt như thế, và thầy sẽ cân đối lịch để đảm bảo cái độ rơi tốt nhất trong cái việc học của các em nhé. Thì đây là các bộ đề thầy nhắc lại chung cho tất cả các khối các em nhé, chúng ta như vậy. Và câu hỏi 26 thì chúng ta thấy là theo luật viên chức 2010 có bao nhiêu nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp, thì các thấy liên quan từ quyền hay là nghĩa vụ của gắn chữ nghề nghiệp này chúng ta đều chọn là 7. Đấy, 7 nghĩa vụ tương đương 7 khoản đấy các em nhá. Đấy thì em nhớ cho thầy mà công thức là 3T cộng 2C cộng PK đấy em nhá. Thì 26 em chọn thầy là D là 7. Tiếp theo câu hỏi 27 thì đâu là các nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp? Từ công thức là 3T cộng 2C cộng PK thì thấy rồi, đây T thứ nhất là thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ đúng không? Đúng không? Nhiệm vụ thứ nhất đấy, đúng không? Trong hoạt động nghề nghiệp trước rồi phù hợp tốt là nhiệm vụ thứ hai. Phải chấp hành phân công nhiệm vụ thứ ba thì nó thấy là tất cả nằm trong đây rồi, T, P, C có rồi thì nó thấy là chọn là D em nhá, 27 là D. Ở câu hỏi 28 đâu là các nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp, thì chúng ta thấy cái từ khóa thường xuyên học tập đây này là T rồi, chịu trách nhiệm là C rồi, thực hiện các nhiệm vụ khác thì chúng ta thấy ở đây đúng không ạ, cái thường xuyên học tập chính là nhiệm vụ rất là thứ tư đúng không, chịu trách nhiệm về các công việc hoạt động thứ sáu, và thực hiện các nhiệm vụ khác là nhiệm vụ thứ bảy đúng không ạ. Thì chúng ta thấy là 28 là chọn là D tất cả các em nhá. Còn câu hỏi số 28, khi vụ dân thì phải tuân thủ mấy quy định, cái này chính là nghĩa vụ thứ năm đấy, thì chúng ta nhớ là 4 quy định qua công thức là 3C cộng 1K các em nhá. 28 em chọn cho thầy là A là 4 các em nhá, là 4. Tiếp theo câu hỏi 29, trong luật viên chức 2010 quy định khi vụ dân thì viên chức tuân thủ quy định nào, thì đấy như thầy nói rồi, 3C cộng 1K đấy, C thứ nhất là C có thái độ, C thứ hai là C chấp hành các quy định, C thứ ba là có tinh thần hợp tác, và K chính là không hách dịch cửa quyền. Có thấy 29 chúng ta chọn là D các em nhá. Tiếp theo câu hỏi 30, trong luật viên chức 2010 nghĩa vụ của viên chức quản lý gồm mấy nghĩa vụ, thì chúng ta thấy là chúng ta phải chọn là B là 5, công thức là 2C cộng 2T cộng 1X các em nhá. Thì chúng ta thấy là 30 chúng ta chọn là B. Tiếp theo câu hỏi 31 đúng không ạ, ngoài các quy định đây chúng ta thấy đúng không ạ, các quy định tại điều 16 điều 7 thì viên chức quản lý có thêm mấy quy định, thì chúng ta chọn là C là 5 quy định, 5 khoản các em nhá, 5 nghĩa vụ đấy, giống nhau đấy. Chúng ta thấy người hỏi có thể có mấy nghĩa vụ hoặc là mấy khoản thì đều như nhau cả. Tiếp theo câu hỏi 32 thì chúng ta thấy đâu là đây các nghĩa vụ viên chức quản lý, nhớ công thức 2C cộng 2T cộng 1X đấy, thì đây chúng ta thấy C đầu tiên là C chỉ đạo rồi, C thứ hai C chịu trách nhiệm rồi, và học liên đới, và T chính là thực hiện dân chủ đây, thì các em thấy chắc chắn là câu 32 chúng ta chọn là D các em nhá, là D được chưa. Tiếp theo câu hỏi 33 đó thì họ hỏi lại còn hai nghĩa vụ còn lại đấy đúng không, viên chức quản lý thì tôi thấy là công thức X đi rồi, T đi rồi, xây dựng X chính là xây dựng phát triển nguồn nhân lực, còn T là tổ chức các biện pháp phòng chống tham nhũng, thì chúng ta thấy 33 này chúng ta phải chọn là C đấy. Các thấy kết hợp ở câu hỏi 32 33 thì chúng ta nhớ được 5 từ khóa của
năm nghĩa vụ của viên chức quản lý các em nhá. Đấy, từ chỉ đạo tổ chức thực hiện dân chủ, chịu trách nhiệm liên đới đấy, hoặc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực rồi tổ chức thực hiện biện pháp phòng chống tham nhũng các em nhá. Thì ta thấy như vậy. Câu hỏi 34, trong luật viên chức định những được viên chức không được làm gồm bao nhiêu việc, thì ta thấy căn cứ ở điều 19 thì chúng ta thấy rồi, chúng ta thấy có 6 việc các em nhá, chúng ta phải chọn là C nhá, là C. Và 6 việc như thế nào nó cụ thể ở câu hỏi 35-36 đấy, thầy đã sắp xếp để chúng ta nhớ được các từ khóa đúng không ạ. Đấy, trong luật viên chức quy định những việc viên chức không được làm thì ta nhớ là phải chọn là D, vì đây nó có 3 việc không được làm là trốn tránh trách nhiệm này, rồi sử dụng tài sản cơ quan đơn vị này, rồi phân biệt đối xử dân tộc, thì chúng ta chọn là D. Đấy, cách thức chúng ta học từ khóa xong chúng ta làm các bộ đề để nhớ từ khóa rất quan trọng, rồi sau đó thì các em học xong tất cả các văn bản thì thầy sẽ cho các bộ đề trộn 60 câu đó, thì mức độ khi nó như là thi thật thì trên cơ sở chúng ta học các từ khóa này thì nó sau chúng ta làm rất dễ dàng em nhá. Tiếp theo hỏi 36 chính là 3 việc còn lại trên 6 việc mà viên chức làm quy định điều 19 đấy, lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống phá, rồi xúc phạm danh dự nhân phẩm, rồi những việc khác viên chức không làm này, thì thấy cái 35-36 chúng ta chọn là D, là đủ 35-36 là đủ 6 việc mà viên chức không làm ở điều 19 các em nhá. Tiếp theo câu hỏi 37 thì nó hỏi điều mấy của luật viên chức 2010 nói về những việc viên chức không làm, thì chắc chắn là điều 19 rồi, đúng không, là B. Thì A điều 16 là nghĩa vụ chung viên chức, còn C điều 18 là nghĩa vụ của viên chức quản lý, còn cái D là điều 17 là khi nói về viên chức trong hoạt động nghĩa vụ viên chức trong hoạt động nghề nghiệp. Đây hỏi những việc viên chức không làm thì là B điều 19 các em nhá. Tiếp theo câu hỏi 38 người ta hỏi là điều mấy của luật viên chức 10 nói về nghĩa vụ viên chức quản lý, thì các em phải chọn thấy là D là điều 18, vì cái A điều 15 nó là quyền khác của viên chức, cái B là nghĩa vụ chung của điều 16 là nghĩa vụ chung của viên chức mà công thức 3C cộng BT đấy. Thế còn cái C điều 17 là nghĩa vụ viên chức trong hoạt động nghề nghiệp em nhé. Đây hỏi về nghĩa vụ của viên chức quản lý thì nhớ là điều 18 mà công thức là 2C cộng 2T cộng 1X ấy. Tiếp theo câu hỏi số 39 thì điều mấy của luật viên chức 10 nói về nghĩa vụ viên chức trong hoạt động nghề nghiệp, thì các em phải chọn thấy là C điều 17, vì A điều 15 là quyền khác của viên chức, B là điều 16 nghĩa vụ chung của viên chức, còn cái D điều 18 là nghĩa vụ viên chức quản lý. Đấy, cái chúng ta phải chọn là C điều 17 đúng không ạ, nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp. Nghề nghiệp ta thấy là công thức là 3C cộng 2 3T cộng 2C cộng PK đấy các em nhá. Đấy ta thấy 39 nó là C. Tiếp theo là 40 điều mấy của luật viên chức 20 nói về nghĩa vụ chung viên chức, thì chắc chắn ta phải chọn là B điều 16 rồi, nghĩa vụ chung của viên chức là 5 nghĩa vụ chung đấy, công thức là 3C cộng cộng BT các em nhá. Đó là như vậy. Tiếp theo câu hỏi 41 khi công dân thì viên chức phải tuân thủ quy định nào, chúng ta nhớ công thức 3C cộng 1K, thì đây ta thấy nó có 2C rồi, có thái độ lịch sự này, rồi có tinh thần hợp tác này, K chính là không hách dịch, thì chúng ta thấy là chúng ta phải chọn là D, cả A B C đều đúng, câu 41. Tiếp theo câu 42, theo luật viên chức 2010 viên chức không có quyền nào dưới đây về hoạt động nghề nghiệp, thì chúng ta thấy rồi, quyền của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp quy định ở điều 11, các em rõ chưa? Thì ta thấy là có 7 được 7 quyền đấy, 7 khoản đấy, thì thứ nhất được pháp luật bảo vệ ok rồi, được đào tạo bồi dưỡng ok rồi, được bảo đảm trang thiết bị ok rồi. Còn cái D này đúng ra ta nhớ từ khóa chúng ta phải được từ chối đúng không, được quyền từ chối, nhưng đây chúng ta thấy nó không có từ chối thì là sai rồi nhá. Đấy, còn đây được thực hiện quyền công việc trái quy định pháp luật là sai, đúng ra phải được quyền từ chối mới là đúng, thì cái D sai mới là phương án đúng. Tiếp theo khoảng 43, đâu không phải là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp, thì chúng ta thấy rồi, hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta thấy là 3T cộng 1C, chúng ta thấy là hai tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy trình ok rồi, tận tụy với dân ok, chúng ta thấy là phần chịu sự thanh tra kiểm tra về thu nhập cá nhân không đúng, mà chúng ta của cơ quan tổ chức của nhân dân, thì như vậy cái D nó sai về nội dung. 43 là D em nhá. Tiếp theo câu hỏi 44, đâu không phải là nguyên tắc quản lý viên chức, ta thấy nguyên tắc quản lý viên chức là 2B cộng VT đúng không, thì ta thấy là nếu công thức đấy là chúng ta loại được C rồi, vì cái chữ D nó không trong đáp án của chúng ta, trong từ khóa chúng ta đấy, em thấy không, từ khóa rất là vi diệu đây, 2B cộng VT mà bảo đảm cho lãnh đạo bảo đảm quyền chủ động và được tuyển dụng viên chức, V chính là tuyển chọn đúng người, ta thấy là nó không nằm trong đấy đúng không, vì chúng ta là 2BTU đấy, quản lý viên chức 2BVT đúng không, ta thấy là thực hiện bình đẳng giới, thì chúng ta thấy là cái D này không nằm trong từ khóa, mà đọc nội dung cũng không đúng, bảo đảm tham gia đoàn thể chính trị xã hội nghề nghiệp không đúng đúng không ạ. Thì 44 này chúng ta chọn là C. Câu hỏi 45, theo luật viên quy định lần trước thì trong quản lý viên chức phải đảm bảo nguyên tắc, thế rồi bảo đảm nguyên tắc này nữa, bảo đảm lãnh đạo của đảng, thế còn chúng ta thấy là cái A cái C cái D này nó là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp các em nhá. Đấy là nhớ từ khóa với nguyên tắc quản lý viên chức là 2B cộng VT đúng không, đấy thì 45 là B. Thì tôi thấy là đã làm được tất cả các nội dung của chương 2, ta thấy từ câu 26 đến câu 45 các em nhá, thầy đã hoàn thành xong.
Chúng ta như thầy nói là mỗi buổi tối thầy sẽ trao đổi với các em là 60 câu. Thì vừa rồi thầy đã giải đáp cho các em được 20 câu rồi. Bây giờ thầy sẽ làm tiếp 40 câu ở trong chương 3 cho các em nhé. Để chúng ta sẽ học để nhớ ngấm thấm các nội dung, được chưa? Ở chương 3 thấy câu hỏi 1 người ta hỏi là điều mấy của luật viên chức 2.10 thể hiện căn cứ tuyển dụng. Thì chúng ta thấy là ở điều 20 các em nhé, có 4 căn cứ tuyển dụng đấy: nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và quỹ lương đấy. Thế còn cái B điều 19 nó là những việc viên chức còn làm. Cái C điều 22 thì nó là liên quan đến điều kiện đăng ký tuyển viên chức. Còn cái D là điều 21 là nguyên tắc tuyển dụng các em nhé. Hỏi về căn cứ phải ở A điều 20. Tiếp theo câu hỏi 2 người ta hỏi là điều 21 của luật viên chức 20 có nêu mấy nguyên tắc tuyển dụng, thì các em nhớ cho thầy chọn là C, 5 nguyên tắc tuyển dụng, công thức là 2B cộng TDU các em nhé. 2B là bảo đảm tính cạnh tranh, bảo đảm công khai, rồi T chính là tuyển chọn đúng người, D chính là đề cao vai trò trách nhiệm, và U chính là ưu tiên người có tài năng. Thì chúng ta thấy là câu 3 này chúng ta chọn là D. Câu 4 thì chúng ta thấy là đâu là nguyên tắc tuyển dụng, thì đây nguyên tắc TD đây, tuyển chọn đúng người rồi đề cao, thì thấy là chọn là C, thấy không? Câu 3, câu 4 là đủ 5 nguyên tắc tuyển dụng của viên chức quy định ở điều 21 các em nhá. Đấy là như vậy. Câu hỏi số 5, việc tuyển dụng viên chức căn cứ vào đâu? Thì đã thấy rồi, 4 nội dung: nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và quỹ lương công lập. Thì các em chọn thấy là D các em nhá. Câu 5 là D. Câu hỏi số 6, có mấy điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức? Thì các em phải chọn là D là 7. Và công thức thầy đã dạy trong từ khóa, bộ từ khóa bài giảng đấy, nó thấy là gì, là 4 có cộng 2 đủ cộng 1 đáp ấy. Có là có quốc tịch và cư trú Việt Nam, có đơn, có lý lịch, có văn bằng chứng chỉ đấy. Đủ là đủ 18 tuổi và đủ sức khỏe, đáp chính là đúng điều kiện khác, đúng không? Câu 6 là D. Câu hỏi số 7 thì chúng ta nắm được từ 4 có cộng 2 đủ 1 đáp, chúng ta làm được thôi. Đấy, nó thấy là có quốc tịch, có đơn, có văn bằng, chúng ta thấy thì đủ rồi, nó chọn là D, được không? Câu 8 đủ đáp đây rồi, chúng ta chọn là C các em, đúng không? Đấy, thấy rất là rõ. Câu 7 là D và câu 8 là C các em nhé. Câu 9 thì thấy có mấy đối tượng không được đăng ký dự tuyển viên chức, thì các em phải chọn thấy là A là 2, một mất cộng một đang, đúng không? Mất năng lực hành vi, bạn chiến năng lực hành vi, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy. Chúng ta thấy thì câu 9 này chúng ta chọn là A. Câu 10 đây chúng ta căn cứ một mất một đang tìm thấy thôi, mất đang có hết đây rồi thì chúng ta chọn là D các em nhé. Câu 10 là D, được chưa? Câu 11, đâu là phương thức tuyển dụng viên chức? Thì chúng ta thấy căn cứ ở điều 23 thì thấy là phương thức tuyển dụng viên chức là thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, thì em chọn là C là chính xác. 11 là C. Câu hỏi 12, ai là người quy định chi tiết nội dung liên quan tuyển dụng viên chức? Như thầy nói các em rồi, trong luật viên chức 2010, 95% câu hỏi ai quy định, cơ quan nào quy định, thì chúng ta chọn đáp án là chính phủ. Đấy, chính phủ quy định hàng loạt về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, về chế độ tập sự, về tiền lương, tiền thưởng, về khen thưởng, kỷ luật, đối hoàn trả, đấy, tất cả các em nhá, 95%. Thì 12 chúng ta chọn là D. Câu hỏi số 13, có mấy hợp đồng, loại hợp đồng làm việc của viên chức? Chúng ta căn cứ vào điều 25 và thấy rồi, có hai loại hợp đồng, đó hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng không xác làm việc không xác định thời hạn, không xác định được thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng đấy. Chúng ta thấy là câu 13 này chúng ta phải chọn là C. Câu 14 đúng không? Là đâu là hợp đồng, chúng ta thấy rồi, làm hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, thì 14 chúng ta chọn là A các em nhá. Tiếp theo câu hỏi 15, hợp đồng làm việc xác định thời hạn là gì? Chúng ta thấy từ khóa 10, từ đủ 12 tháng đến 36 tháng thì chúng ta chọn là A. Câu 15 là A đấy. Chúng ta nhớ từ khóa nó rất là dễ dàng, nó rất là vi diệu các em ạ. Đấy, chúng ta thấy là làm chúng ta mở được hết tất cả đấy, mà ngắn gọn mà chúng ta dễ dàng chúng ta làm được các em nhá. Đấy thì nó rất là thuận tiện cho các em. Nhưng tại sao thầy rất mong muốn các em được vào học các từ khóa và thực hành các bộ đề, nó nhớ lâu nhớ sâu đấy, dạng thức bộ đề thi như thế nào thấy nó rất là hiệu quả đấy. Và rồi các bạn ở Vĩnh Phúc, ở Hà Nội, ở Hải Dương thi và đấy sau thấy xong mà bạn nói rằng cái phương pháp thầy đưa ra rất là đúng, nó đi thi chúng ta học nghe, thậm chí là em học nghe thường xuyên, nó văng vẳng vào tai, nó hằn vào não, nó nhớ rất lâu em ạ. Đó thì rất là tốt cho các em nhá. Đó thì câu 15 chúng ta chọn là A. Tiếp theo câu hỏi 16, hợp đồng làm việc viên chức gồm bao nhiêu nội dung? Thì chúng ta nhớ chọn A, 12 nội dung, 12 tháng trong năm các em nhá. Đấy, nhớ cái mẹo như vậy. Thế còn 17, 18 như thế là đây là những cái dạng liệt kê về các nội dung của hợp đồng thôi, thì các em chọn là D. 17, 18 em đều chọn là D cho thầy nhá. Đấy, các nội dung công việc thì cái này họ không chỉnh sửa, họ lừa chúng ta làm gì. Chúng ta nhớ đây họ đầy đủ các thông tin rồi nhá. Thì chúng ta nhớ là 17, 18 chúng ta chọn cho thầy là D. Tiếp theo câu hỏi 19, hình thức hợp đồng làm việc của viên chức thì các em chọn thầy là A, văn bản em nhé.
ta chọn A, được chưa? Tiếp theo câu hỏi 20, thời gian tập sự của viên chức là bao lâu thì chúng ta phải chọn là B, từ 3 tháng đến 12 tháng. Thì tại sao trước đây họ để cả 3 tháng vì với các vị trí viên làm yêu cầu là sơ cấp. Nhưng mà bây giờ thấy nó không còn các vị trí đó nữa, mà nó từ năm 2010 đúng không? Ban hành luật thì chúng ta thấy là với bây giờ có vị trí của làm là trung cấp ấy, thì chúng ta thấy là 6 tháng, cao đẳng là 9 tháng và đại học là 12 tháng. Tuy nhiên sau sắp tới thì luật giáo dục và luật viên chức sửa đổi 2019 thì chắc là luật giáo dục thay đổi, thì chắc tới là nội dung này cũng sẽ được chỉnh sửa về thời gian tập sự, họ sẽ có nghị định hướng dẫn về phần này, được chưa? 20 là B. Tiếp theo câu hỏi 21, ai là người quy định chế độ chi tiết tập sự thì thấy rồi, cứ ai quy định đúng không, cơ quan nào quy định, xong rồi bên trước 20 chúng ta chọn là C, chính phủ em nhá, 21 là C. Tiếp theo câu hỏi 22, viên chức không phải thực hiện chế độ tập sự nếu có thời gian làm việc từ bao nhiêu lâu, thì em thấy căn cứ vào khoản 1 điều 27 nó thấy rất rõ, từ khóa từ đủ 12 tháng trở lên đúng chuyên môn vị trí việc làm. Ngoài ra thì theo thông tư số 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều quy định về chế độ tập sự của luật viên chức, thì thấy thêm cái điều kiện là từ đủ 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội nữa nhá, thì được miễn chế độ tập sự các em nhá. Thì 22 chọn là D. Câu hỏi 23, chế độ tập sự có mấy nguyên tắc, thì có 3 khoản ở điều 27. Đấy chính là 3 nguyên tắc về chế độ tập sự, thì câu hỏi 23 các em chọn thầy là C, 3. Câu hỏi 24, nội dung này nằm trong điều 28, nó thấy đấy, trong quá trình làm việc nếu một bên yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì báo trước bên kia ít nhất bao nhiêu ngày, thì phải nhớ là 3 ngày các em nhé, thay đổi nội dung là báo trước ít nhất 3 ngày. 24 là A. Tiếp theo câu hỏi 25, thì việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc được quy định như thế nào, thì phải nhớ theo quy định của pháp luật lao động các em nhé. 25 các em chọn thầy là B em nhé, 25 là B, thầy chọn 25 là B. Tiếp theo câu hỏi 26, có mấy trường hợp mà đơn vị thành lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, thì các em phải chọn thầy là C là 5 trường hợp. Đó là thứ nhất là viên chức 2 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá mức độ không hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, thầy qua đây thầy trao đổi với em rồi. Đấy, các em có thông tin xong 1 tháng 7 không còn ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đấy. Dù có thấy với những người trước 1 tháng 7 được ký hợp đồng xác định thời hạn mà 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn đơn phương chấm dứt hợp đồng em nhá. Đó, quan trọng nhất là chúng ta phải giỏi, phải có năng lực chuyên môn, có thái độ nghề nghiệp tốt nhá. Đấy thì thấy là trường hợp nhất, trường hợp hai bị buộc thôi việc, và thứ ba là liên quan ốm đau 12 tháng liên tục với hợp đồng không xác định thời hạn, 6 tháng liên tục với hợp đồng xác định thời hạn, đúng không ạ? Rồi trường hợp thứ tư là do thiên tai hỏa hoạn, và trường hợp thứ năm là khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động. Đấy, 5 trường hợp mà đơn vị sự nghiệp công lập có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đấy, thầy nhắc lại trong bài giảng thầy đã có hết cho các em rồi. Đấy, các em nhớ từ khóa, và thấy các bạn cứ hỏi từ khóa, khóa đây là đâu, cả một bài giảng thầy giải xa xả cho các em rồi. Các nội dung mà cho thấy thầy post lên trang tài liệu nó chỉ là nội dung trong bài giảng của thầy thôi các em nhé. Tất cả em nghe lại, học đi học lại, nó rất là nhớ. Chúng ta làm bài tập thầy biết làm những gì tốt nhất cho các em. Hầu như một số bạn thì chưa hiểu phương pháp hoặc là thụ động, chúng ta cứ quen cái kiểu lười biếng, đúng không? Mà chúng ta thấy rằng là trên con đường thành công thì không bao giờ có kẻ lười biếng. Thầy biết làm những gì tốt nhất cho các em, ta nghe đi nghe lại là cái cách nó hằn vào não rất là tốt cho các em để chúng ta học để nhớ. Với những môn luật nó rất là dài, nó rất là nó nắt nhắt như thế này các em nhá. Đấy là chia sẻ với các em như vậy, được chưa? Và nhưng mà thầy không tiếc cái gì cả, những cái gì tốt nhất thì thầy đã trao đổi hướng dẫn cho các em, đúng không ạ? Đó thì câu hỏi 27 đã thấy rồi, câu 728 thì chính là cụ thể hóa 5 trường hợp mà thầy đã trả lời các em ở câu hỏi số 5 đấy, câu hỏi số 26 ấy, 5 trường hợp. Thì đây chính là 27 chúng ta phải chọn là D rồi, đấy, đúng không? Viên chức 2 năm liên tiếp rồi bị thôi việc đấy, còn liên quan ốm đau 6 tháng, 12 tháng đấy. Đấy, 12 tháng với hợp đồng không xác định thời hạn và 6 tháng hợp đồng xác định thời hạn, được chưa? Còn 28 là chọn là C. Đấy, trường hợp thứ tư là do thiên tai hỏa hoạn, trường hợp thứ năm chấm dứt hoạt động đấy, đúng không? Thì 28 đã chọn là C các em nhá. Tiếp theo ở câu hỏi 29, thì với hợp đồng xác định thời hạn thì trước khi hết hợp đồng thì báo trước bao nhiêu ngày? Cái này ở điều 28 đã thấy rồi, để ký tiếp hoặc là chấm dứt thì chúng ta nhớ chọn là B, 60 ngày. 29 là B các em nhá. 29 là B. Tiếp theo câu hỏi số 30, cái này căn cứ ở nội dung của điểm C khoản 1 điều 29 đấy, mà liên quan đến viên chức ốm đau đấy, thì nhớ các em phải chọn thầy là A. Đấy, với hợp đồng không xác định thời hạn thì đơn vị lập có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đấy, khi mà 12 tháng liên tục, đúng không? Ốm đau và 6 tháng liên tục với hợp đồng xác định thời hạn các em nhá. 30 là A. Tiếp theo câu hỏi 31. Đấy, viên chức có mấy năm liên tiếp bị phân loại đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ thì đơn phương chấm dứt hợp đồng, thì em phải chọn thầy là B, 2 năm các em nhá. Đấy, căn cứ vào điểm A khoản 1 điều 29, 31 là B. Tiếp theo câu hỏi 32, thì chúng ta thấy là trường hợp mà
quy định tại điểm B khoản 1 điều 29 trừ trường hợp ấy ra. Tại sao trừ trường hợp? Vì với trường hợp mà viên chức bị buộc thôi việc thì không phải báo trước nhá, không phải báo trước. Thế còn bốn trường hợp còn lại khi mà người đứng đầu đơn vị lập đơn phương trước với hợp đồng thì phải báo trước, thì chúng ta phải chọn là B, ít nhất 45 ngày với hợp đồng không xác định thời hạn và ít nhất là 30 ngày với hợp đồng xác định thời hạn nhá. 32 là B. Tiếp theo câu hỏi 33 là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp không đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với chức nữ có thai và nuôi con bao nhiêu tháng tuổi, thì các em nhớ chọn thầy là C, dưới 36 tháng tuổi các em nhá. Chúng ta thấy từ cái việc mà không liên quan với cái biệt phái, không được biệt phái với chức nữ thì cũng dưới 36 tháng tuổi. Đấy, thì thấy là đây không được đơn phương thì cũng dưới 36 tháng tuổi các em nhá. 33 là C. Câu hỏi 34, hỏi viên chức làm việc hợp đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo bằng văn bản người đứng đầu biết trước bao nhiêu ngày. Người ta gắn với hợp đồng không xác định thời hạn, nhớ từ ít nhất 45 ngày các em nhá. 34 là D. 30 năm thì trường hợp viên chức bị ốm đau bị tai nạn điều trị 6 tháng liên tục thì phải báo trước bao nhiêu ngày. Đấy, hợp đồng không xác định thời hạn thì ít nhất là 3 ngày. Đấy, ra thấy đúng không? Với hợp đồng không xác định thời hạn, trường hợp không ốm đau gì cả thì chúng ta phải báo trước cho người chúng ta đơn phương chấm dứt hợp đồng ấy, thì chúng ta phải báo trước cho người đứng đầu đơn phương lập là ít nhất 45 ngày các em nhá. Và gì còn trường hợp mà ốm đau điều trị 6 tháng trở lên thì các em phải báo trước ít nhất 3 ngày. Đấy, chúng ta nhớ như vậy. Câu hỏi 36, viên chức làm việc hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bị tai nạn ốm đau điều trị bao nhiêu tháng, thì các em phải chọn thầy là D, từ 3 tháng các em nhá. Đấy, thì chúng ta thấy là câu hỏi số 36 chúng ta phải chọn là D. Câu hỏi số 37 liên quan đến chúng ta biết là viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với đơn vị sự nghiệp công lập là trong 6 trường hợp đúng không ạ? Thấy rất là rõ. Đó thì chúng ta thấy về trường hợp báo trước như thế này thì chúng ta với cái điểm A, B, D, E đấy đó, thì ở khoản 5 điều 29 đấy chúng ta thấy thì chúng ta báo trước bao nhiêu ngày thì các em phải chọn thầy là B, ít nhất 3 ngày các em nhá. Đấy, 37 chúng ta chọn là B. Thế còn 38 thì chúng ta thấy là với trường hợp ở khoản D đấy về phân liên quan chấm dứt hợp đồng chính là liên quan trường hợp mà bản thân của gia đình khó khăn đấy thì chúng ta phải báo trước ít nhất 30 ngày. Còn 5 trường hợp còn lại như là không được trả lương đúng ngày giờ đấy, không được đúng bố trí đúng việc làm hay bị ngược đãi đấy, nó thấy đúng không? Thì nó thấy là ít nhất 3 ngày. Thế còn trường hợp duy nhất ấy, trường hợp ở khoản điểm D bản thân hoặc gia đình khó khăn thì báo trước ít nhất 30 ngày các em nhá. Thì 38 chúng ta chọn là D là lý do đó các em nhá. Câu hỏi 39 thì thời hạn biệt phái của viên chức là không quá bao nhiêu năm, thì các em phải chọn là thầy là chọn là D, không quá 3 năm. Đấy, rất rõ căn cứ vào khoản 2 điều 36 các em nhá, thì thấy là rõ như vậy. Tiếp theo ở câu hỏi 40 thì không biệt phái viên chức nữ đang mang thai nuôi con dưới 3 tuổi. Đấy, như thầy nói rồi, hôm nãy chúng ta có 3 trường hợp mà đơn vị nào không quyền đơn phương trong hợp đồng, cho nó có trường hợp mà không được đơn phương với viên chức nữ mà đang mang thai nuôi con dưới 36 tuổi. Thì thấy câu 40 này biệt phái cũng vậy các em nhá. Thì các em câu hỏi 40 này các em phải chọn thầy là D, 36 tháng tuổi. Như vậy là thầy đã giải đáp cho em 60 câu hỏi trong buổi tối ngày hôm nay. Với chương 2 thì thầy đã giải đáp từ câu 26 đến câu 45 đúng không ạ? Nghĩa là 20 câu. Còn với chương 3 thì thầy đã giải đáp em từ câu 1 đến câu 40, hoàn thành 60 câu hỏi với các nội dung giải đáp, trả lời đáp án cho các em và giải thích cặn kẽ lý do tại sao chúng ta chọn đáp án đó và nhắc lại các từ khóa để các em nhớ, thì các em dành thời gian học giúp thầy nhá. Lộ trình chúng ta thấy rồi, với Bắc Linh thì chúng ta đang tiến hành nộp hồ sơ, bây giờ hôm nay là 13 tháng 6 chúng ta học dần các nội dung kiến thức này, em học kỹ các từ khóa rồi làm bộ đề và thầy sẽ trách nhiệm hàng tuần lên giải đáp cho các em để chúng ta nắm bắt được đó đáp án đúng và chúng ta nhớ được các từ khóa các em nhá. Đấy, chúng ta học dần theo nội dung các em nhá, và chúng ta học theo cái tiến độ nó cân đối nhất để đảm bảo kiến thức cho các em nhé. Và thầy xin phép kết thúc buổi học tối nay của lớp Bắc Linh ở đây. Hẹn gặp lại các em vào buổi học tới. Xin cảm ơn các em rất nhiều. Và xin chào tất cả các em.